Sau Tết Nguyên đán 2022, nhiều doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ sản xuất kinh doanh. Và đây cũng là thời điểm sự cháy nổ thường diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Do đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tổ chức nhiều buổi diễn tập nhằm đánh giá năng lực hiệu quả trong phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cao về cháy nổ. Trung tâm thí nghiệm điện miền Trung, tình huống gia đình tại văn phòng làm việc bất ngờ có lửa và nhanh chóng bùng phát dữ dội. Đám cháy tỏa ra nhiều khói khí độc, nhiệt độ đám cháy tăng cao, đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại thời điểm xảy ra sự cố. Nhận tin báo, ngay lập tức, lực lượng chữa cháy và phương tiện tại cơ sở được điều động tới. Tuy nhiên lúc này, chỉ có thể phun nước, bọt làm hạ nhiệt. Đám cháy quá lớn, đòi hỏi phải có sự can thiệp của lực lượng chức năng. Lúc này, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã điều động hàng trăm chiến sĩ, xe thang tới hiện trường làm nhiệm vụ. Sau 15 phút, ngọn lửa đã bị dập tắt. Các cái phòng làm việc thì đều có các thiết bị, cũng như là các cái phòng thí nghiệm, máy móc thiết bị thì cũng dễ có nguy cơ gây nên cháy nổ. Vì vậy, cái công tác mà phòng cháy chữa cháy là một cái vấn đề rất là quan trọng, và công ty cũng đặt nặng cái tầm quan trọng của cái khâu về phòng cháy chữa cháy hàng năm. Thì hàng năm thì công ty đều tổ chức các cái khóa huấn luyện về an toàn lao động cũng như là công tác phòng chống cháy nổ. Và đây là cái đợt giống như là tổng dợt cũng như huấn luyện cho các cán bộ công nhân viên của công ty. Thực tập phương án là để cán bộ chiến sĩ công nhân viên nắm bắt được những rủi ro trong công ty, là làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại nơi cơ sở sản xuất và công ty thiết bị điện, thực tập được để nâng cao chất lượng công tác phòng cháy chữa cháy. Thông qua diễn tập, lực lượng chức năng khuyến nghị đến mọi người dân, cơ sở sản xuất, các công ty, nhà máy, xí nghiệp đóng tại thành phố cần luôn đề cao cảnh giác với các nguồn điện, nguồn nhiệt. Với các hoạt động sản xuất kinh doanh, cần lưu ý đến nguồn nhiệt, nhất là tránh quá tải nguồn điện.